Hello, xin chào tất cả bác, quay trở lại kênh YouTube của em nhé. Đang cho sim 8 anh em ạ. Đây anh em nhìn này, vẫn chưa xong. Công cuộc gọi là dọn dẹp, sửa sang lại ngôi nhà, AV rồi các thứ, đồ đạc vẫn còn rất là bừa bộn. Nói chung là vẫn chưa xong anh em ạ. Đang khoan, em đang khoan mấy cái lỗ, đang khoan mấy lỗ để treo chim đây. Đó. Đây là phía trong nhà em này các bác này. Đó. Góc livestream đây là để chim, vừa khoan đây, vừa khoan mấy cái lỗ bắt vít để bắt cái chỗ để treo chim, cho chim ngủ cho nó tĩnh. Để dưới đất cái hơi dưới đất nó hấp lên, con chim nó không lên lửa được anh em ạ. Nó cũng như người thôi, ngủ đất thì dễ ốm lắm. Đấy. Thì hôm nay quay lại cái chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay em quay cho anh em xem thực tiễn. Hai chú chim của em đây. À, con kia đang cho tắm này. Con kia nó ở lồng này nhá. Anh em nhìn này. Cách nhận biết con chim có lửa hay không có lửa. Đấy, cho anh em nhìn phân nhá, nhìn phân hai con đều sử dụng cám bạc của em. Đấy, đều sử dụng cám bạc. Đây. Vào lấy cho anh em gói cám bạc xem. Đấy. Đây. Hò quá. Hai con ấy thì em đang cho sử dụng ăn cám bạc. Đây. Chim nhà em đa phần là chim cứng, chim ổn định rồi thì mình dùng quanh năm cám bạc. Đấy, đều ăn cám bạc nhé. Đây là cám vip đỏ của trời lửa đây. Con trời lửa em nuôi AV đây. Đây con trời lửa đây, hai con đây cho ăn cám trời lửa. Còn cám bạc thì em cho ăn trời than ăn. Thì anh em xem phân nhé. Kể cả con chim chưa có lửa, phân nó cũng rất khuôn, nhưng anh em để ý này. Em để phân nó to hơn. Đấy, nó vẫn khuôn, vẫn đẹp. Bởi vì cá mà em làm thì phải nói là về phân thì chấm hết, quá đẹp luôn. Con chim nó chưa có lửa thì phân nó sẽ to hơn và nó sẽ nát hơn một tí. Đấy là con chim chưa có lửa, con chim kia. Còn con chim này là cái con chim nó đã có lửa rồi. Đấy, chưa căng hẳn. Căng hẳn thì phân nó còn săn tít cơ. Đây chưa căng hẳn này, anh em nhìn này. Phân rất khuôn, rất khô. Đấy. Còn thành viên luôn đây này. Đấy. Thành viên luôn, khô, nó còn rơi ra ngoài chứ. Đấy. Anh em nhìn phân là biết này. Đây, phân đẹp không anh em? Con này là có lửa rồi, nhưng chưa căng hẳn nhá. Căng hẳn nó còn săn nữa cơ. Phân nó săn tít. Còn lúc con chim nó chưa căng thì đây. Phân nó rất là nát, hơi nát và to, phân nó sẽ to hơn. Đấy, cám thì rất là ổn định, anh em nhìn phân, hai phần cám nó chia làm hai phần, một phần là đạm, một phần là ngũ cốc, là đà khoáng. Đấy. Đạm nó sẽ có phần màu trắng ở đây, ở cái viên phân ấy. Đấy, chim ỉa phân cực đẹp thì con chim nó hấp thụ tốt và nó ăn rất nhiều. Phải nói là con chim để mà ăn cám của em nhé, con chim ăn cực khỏe. Con chim phải khỏe thì nó mới lên lửa được và ăn nhiều ấy. Thì khi nó lên lửa, mình chăm con chim nó khỏe rồi lên lửa rất là dễ. Đấy. Anh em thấy không? Đấy kìa. Vít kìa. Đây. Anh em nhìn con chim, em chăm cái bộ lông cực kỳ là mượt mát. Mượt mát, mượt mạt. Dã man không anh em? Quá mướt luôn. Đấy. Con chim có lửa. Anh em nhìn phân này, khi mà nó căng nha, nó còn săn nữa cơ, phân nó săn tít cơ. Đấy.
Cái này là bắt đầu có lửa này, phân rất đẹp và khuôn này. Con chim khỏe, ăn rất khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh em một chút là như thế. Mình xem phân, mình đánh giá là con chim thể trạng đến đâu. Như những con chim như kia nhá, thì mình phải bổ sung thêm mồi. Bổ sung thêm mồi tươi để cho nó lên lửa hơn, cho nó rực hơn. Thì những con như này này, thì em chỉ bổ sung khoảng tầm 10 con dế một ngày và tầm 5 con sâu rồng. Còn những con kia thì là khoảng 15 con dế một ngày và đỡ 7-8 con sâu rồng. Mà sâu rồng là sâu rồng lột nha anh em nhé. À, đây em nuôi sâu rồng vào đây. À, thì em sẽ nhặt những con nào lột, nhặt những con nào lột em cho nó ăn. Còn những con này thì em không cho ăn này. À, những con nào lột thì mới ăn, thì mới cho ăn. Đây ví dụ như con này. Đây ví dụ như con này, lột cực béo, béo dã man luôn. Đấy, anh em thấy không? Nó nghiện sâu rồng lột luôn anh em. Thấy em cầm con sâu là nó lao ra như con điên luôn. À, nó thích ăn sâu rồng lột lắm. Cho sâu rồng thường nó chê mà anh em. Nó ăn sâu rồng lột này nó ngon hơn. Anh em cứ thử đi mà xem. Và sâu rồng lột nó không bị quá nóng. À, nó rất là béo. Đây phần này to, hơi nát một tí là con chim nó chưa có lửa, nhưng nó ăn rất nhiều. Thời điểm này con chim ăn cực nhiều nhé. À, những con chưa có lửa nó ăn nhiều, ăn khỏe là cái thời điểm anh em phải chú ý. Còn những như con kia kìa, không cần chú ý mấy, bởi vì nó có lửa rồi. Nhưng những cái thời điểm mà con chim như này, anh em phải bổ sung mồi, bổ sung cám. Lúc nào đảm bảo cám mới, con chim ăn cực khỏe. Thì khi mà nó lên lửa, nó sẽ ăn ít lại như con kia kìa, nó ăn ít này. Đấy, nó ăn ít lại. Thì khi mà thời điểm này nó không được ăn nhiều ấy, thì lúc nó có lửa nó ăn ít ấy, thì con chim không bao giờ có lực chơi. Đấy. Thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất này, anh em nên chú ý vào thời điểm này. Chứ đừng thấy con chim không hót là anh em chán. Anh em chán, anh em không chăm. Nhưng cái giai đoạn này là giai đoạn là phải chăm nhiều nhất đây này. Đấy, ok nha các bác nha. Các bác thì mua cám thì ủng hộ em. Còn anh em dùng cám khác vẫn dùng như bình thường, chế độ chăm thì ngày cứ tầm 10-15 con dế. Đấy, sâu rồng thì tầm đấy là ok. Con nào căng rồi thì mình cắt bỏ sâu đi, mình chỉ cho ăn dế thôi. Ok, cảm ơn tất cả các bác nha.